This program is underwritten by Bát Thảo Market, luôn luôn có thức ăn đặc sản của người Việt Nam. Quý khách sẽ hài lòng hoàn toàn khi đi chợ Bát Thảo. Gourmet Food International, CT Farm Fresh Market, featuring universal food, fresh fruit, vegetables, meat and seafood. Chợ farm có đủ loại mặt hàng Á Đông, trái cây, rau tươi, thịt và đồ biển. Located across from Farmers Market at 907 8th Avenue North in Nashville. Phone 244-8000. Hickory Discount Liquors, 15114 Old Hickory Boulevard. Hòa Video, 673-2685. K&S World Market, 4225 Nolensville Road in Nashville. Phone 832-8881. Kiên Giang Restaurant, tọa lạc tại 5825 Charlotte Pike. Đến nhà hàng Kiên Giang để được thưởng thức các món nhậu đặc biệt, nhất là canh chua cá kho tộ, gỏi cuốn, bánh xèo, bún chả giò, tôm thịt nướng. Kiên Giang là tiệm ăn cho tất cả gia đình khách Việt và Mỹ. Kim Ha with Remax Realtors, 109 West Park Drive, Suite 100 in Brentwood. Phone 661-4400 or 941-2426. Lee Nails, 819 Main Street in Nashville. Phone 228-9080. Ray and Ruth Randolph with Randolph Company Realtors, 2211 Crestmore Drive in Nashville. Phone 385-2323. Ông bà Hoàng Văn Xuân và các con, ông bà Huỳnh Hữu Xanh, ông bà Mai Công Nguyễn. Scarrett Bennett Center, Something Special, West End Alterations, chuyên may và sửa quần áo đủ loại. 3404 West End Avenue, Suite 201. Phone Tina at 292-0440. Để bảo tồn nền văn hóa Việt Nam và cũng để giúp cộng đồng người Việt chúng ta có phương tiện truyền bá tin tức một cách hữu hiệu, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chương trình Việt ngữ đầu tiên tại Nashville trên đài 19 Cable Comcast. Ladies and gentlemen, welcome to Vietnamese in Nashville. This show is designed to distribute information and to teach Vietnamese language, culture, and customs, and most importantly, to pay tribute to our motherland through traditional song, dance, and cuisine, with the hopes of keeping the Vietnamese culture alive to pass down to younger generations. We now present to you a program which we feel makes a contribution to the cultural richness of our new country, the United States. Due to the length of the program segments, however, this program cannot be televised in both English as well as Vietnamese. Therefore, if you have any questions, please feel free to write to 5309 Franklin Pike, Nashville, Tennessee, 37220, and please specify if you would like your response in either English or Vietnamese. We hope you enjoy the program.
vào lúc 3 giờ chiều ngày 28 tháng 6 vừa qua, Chùa Tịnh Tâm đã tổ chức một buổi tiệc trà thân mật với sự tham dự của quý thân hữu Việt Mỹ. Lúc 11 giờ sáng ngày 29 tháng 6, lễ an vị Phật đã long trọng cử hành dưới sự chủ tọa của Đại Đức Thích Trí Chơn. Ngoài quý Phật tử tại Nashville, còn có các chùa, niệm Phật đường từ các tiểu bang khác đến hội kiến. Trên dưới 200 quan khách đã cùng nhau chia sẻ buổi cơm chay thân mật. Buổi lễ chấm dứt vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Đây hơn 25 thế kỷ trước Tây lịch, một vị thánh nhân đã ra đời, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài từ cung trời đâu xuất thị hiện giáng trần và đã đem giáo lý giải thoát cứu khổ cho nhân loại. Ánh đạo vàng từ bi nhiệm màu đó đã chiếu sáng khắp muôn nơi. Đồng bào hy sinh bảo vệ tổ quốc
lý tưởng tự do và tưởng niệm các đồng bào đã bỏ mình trong hành trình vượt biển vượt biên ở rừng sâu về cả, đồng thời tưởng niệm cảm ơn của cố hội trưởng Võ Văn Thiệu vì sáng lập Hội Phật giáo Nét Lưu chùa Tịnh Tâm đã qua đời cách đây 2 năm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, chúng con cung kính cung tình chư đại tăng an tòa và trân trọng kính mời quý quan khách đồng bào Phật tử an tòa. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Trí Chơn, lãnh đạo xây dựng thành lập 28 hội Phật giáo ở miền Trung Nam nước Mỹ. Và đồng thời ngày hôm nay, ngài cũng là vị lãnh đạo tinh thần của 6 hội Phật giáo chùa Việt, chùa Phổ Đà, hội Phật giáo chùa Pháp Bảo tại Nóc Viêu, hội Phật giáo chùa Tây Phương tại Gan Viêu, hội Phật giáo Việt Nam trung tâm Dược Gia chùa Viên Thông Tà Lân Tà, hội Phật giáo chùa Từ Ân tại Louisville, Kentucky, hội Phật giáo chùa Tịnh Tâm tại Nashville, Tennessee. Con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Quang, giảng sư môn Phật giáo Đại học Việt Pháp Florida tại Tallahassee. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Hoàng Minh, trụ trì chùa Phổ Đà tại Nashville, Tennessee. Chúng con xin cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Như Châu, hiện đang hướng dẫn đạo tràng Phật tử chùa Tịnh Tâm Tu học tại Nashville. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần quan khách tham dự. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đạo hữu Nguyễn Kiên, hội trưởng và phái đoàn hội Phật giáo chùa Phổ Đà, cùng bác gia trưởng, ban trưởng đoàn thân gia đình Phật tử Phổ Đà tại Nhất Thiết Trang Trung Nguyễn Tam Dự. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đạo hữu Hồ Hồng Thanh, hội trưởng hội Phật giáo phái đoàn chùa Pháp Bảo, cùng ban minh trưởng đoàn thân gia đình Phật tử chùa Pháp Bảo tại Knoxville, Tennessee về tham dự. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đạo hữu Nguyễn Văn Vui, hội trưởng vừa là bác gia trưởng của gia đình Phật tử chùa Tây Phương về tham dự. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đạo hữu Lê Văn Dương, Phó Ngoại vụ phái đoàn hội Phật giáo Trung tâm Dược Gia Đà Nẵng về tham dự. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đạo hữu Phá Dự Tổng Thư Ký và phái đoàn Phật tử cùng với gia đình Phật tử từ Ân về tham dự từ Louisville, Kentucky. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đạo hữu Nguyệt Đình Hồng, đạo tràng Phật Ân lân cận tại Nashville cùng về tham dự. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhân sĩ Nguyễn Hữu Hành, giám đốc đài truyền hình Việt Nam tại Nashville, Tennessee cũng có về tham dự. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông bà bác sĩ Phạm Ngọc Thuần ở Dixon cũng về tham dự. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ban trị sự và đạo tràng Phật tử Bổn Đạo chùa Tịnh Tâm cùng vân tập về đây tham dự hôm nay. Hôm nay kế tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời Đạo hữu Hồ Văn Ba, hội trưởng hội Phật giáo chùa Tịnh Tâm lên máy ghi âm tuyên đọc diễn văn chào mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng,
Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Văn phòng 2 huyện Hóa Đạo. Phó Giám đốc Phật Học viện Quốc tế kiêm Viện chủ Chùa Viên Thông ở Atlanta, Georgia và lãnh đạo tinh thần Hội Phật giáo Đất Viêu. Kính Đại Đức Thích Quang Minh, Giảng sư Phật Học tại Đại Đức Thích Minh Quang, Giảng sư Phật Học tại Florida. Kính Đại Đức Thích Hồng Minh, Trụ trì Chùa Phổ Đà, Memphis, Tennessee. Kính Sư Cô Thích Nữ Như Châu, hướng dẫn tu học cho Đạo hữu Chùa Tịnh Tâm, Nashville, Tennessee. Kính thưa quý quan khách, Phật tử và quý đồng hương hiện diện, ngôi chánh điện mà chúng ta làm lễ ăn vị Phật ngày hôm nay có phần đóng góp trong quá khứ của Phật tử Chùa Tịnh Tâm 331 và Mimosa. Tôi muốn nhắc đến Đạo hữu Michael Nguyễn đã đóng góp công đức dẫn đầu trong những năm 98-99. Ngoài những đóng góp chung, một số cá nhân và gia đình tự nguyện biểu lộ và hành động cụ thể để xây dựng tam bảo như các đạo hữu. Đạo hữu Lê Văn Tú đã đóng góp thêm $250 mỗi tháng trong vòng một năm để bù vào khoản thiếu hụt chi phí mà hội chưa có khả năng trang trải được. Thầy Trí Trân bấy giờ là Hòa Thượng, người đã đến đây ngày hôm nay chủ lễ ăn vị Phật. Ân tình trong đồng đạo, thầy đến rồi thầy lại đã đi bằng xe buýt xuyên băng 6 tháng một vòng tour qua 20 tiểu bang hành đạo. Hôm nay chùa Tịnh Tâm chính thức mở cửa. Đây là một cơ sở tôn giáo của người Việt đầu tiên tại thành phố Nashville được chính quyền cho phép. Trước khi dứt lời, một lần nữa con xin mượn hai câu đối của Phật tử Lão Thành 85 tuổi tặng chùa Tịnh Tâm nhân ngày lễ ăn vị Phật hôm nay. Công đức cúng dường nhất niệm viên thành ngôi Phật tử, trì kinh giữ giới thập phương thường trú đấng Như Lai, trân trọng kính chào Hòa Thượng. Đã thay đổi.
mình manh áo nâu sầu dương núi cả. Quỳnh Hữu Hạnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được Ban trị sự Chùa Tịnh Tâm mời đến dự lễ An Vị Phật. Và để quý vị khán thính giả cũng như quý Phật tử hiểu rõ về Chùa Tịnh Tâm, chúng tôi xin quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Hồ Giang Ba, Hội trưởng Chùa Tịnh Tâm. Xin chào anh Ba. Xin chào anh Hạnh, giám đốc của đài truyền hình 19 ở tại Nashville. Tôi là Hồ Giang Ba, hội trưởng của Hội Phật giáo Việt Nam ở Nashville. Hôm nay Chùa Tịnh Tâm đã làm lễ An Vị Phật. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi có mặt quý anh đến để cho chúng tôi phát biểu một vài cái suy nghĩ. Và hiện đây trong cái ngày mở hội mà An Vị Phật của Hội Phật giáo Việt Nam Nashville, tôi xin thay mặt cho toàn thể đạo hữu xin chào tất cả quý vị trong thành phố, ngoài thành phố, vùng phụ cận và tất cả những người Việt đã có mặt ở tại Tennessee này. Thưa anh, hôm nay chúng tôi đến dự lễ An Vị Phật thì thấy những người tới dự rất đông, có khoảng đến gần 200 người. Vậy anh có thể cho biết chùa mình có bao nhiêu hội viên? Thưa anh giám đốc, thì nó thực sự ra thì chúng tôi có 25 hội viên và 11 cái bậc kinh lót thôi. Nhưng mà ngày hôm nay có đông hơn, rồi chúng tôi có bạn bè thân hữu, không phải là những cái người theo đạo Phật mà những người Việt Nam ở trong thành phố này, họ cũng đến để chúc mừng chúng tôi trong cái ngày lễ An Vị Phật. Thưa anh, hiện tại cũng như trong tương lai, chùa có thượng tọa trụ trì hay là chùa chỉ mời thượng tọa về khi chúng ta có các cái lễ lớn? Cái điều đó chúng cá nhân tôi thì tôi chưa có nghĩ đến. Nhưng mà có cái điều là tôi nghĩ là cái điều kiện mà có một vị trụ trì thì nó phải có cái điều kiện cao hơn. Mà chúng tôi ở đây có 25 hội viên, nhiều lúc cũng không đủ khả năng để đại thọ cho một vị trụ trì. Vì vậy chúng tôi sẽ nhờ cái vị lãnh đạo tinh thần mời quý vị ở các nơi khác. Ở đây thì một năm chúng tôi có 4 cái lễ, trường hợp đặc biệt có thể thêm một vài lần nữa, thì những cái điều kiện đó thì chúng tôi là cũng cung thỉnh tiếp như vậy. Thưa anh, nếu quý vị Phật tử ở đây gia đình có tang chế mà muốn được cầu an hay cầu siêu thì họ phải qua những thủ tục gì hoặc liên lạc với ai để được hưởng những điều đó? Giờ chúng tôi thì không có cái thủ tục gì hết cả, chỉ cần gọi điện thoại cho biết là gia đình nào ở đâu và cái ngày giờ cần cầu siêu là chúng tôi sẽ có cái ban hộ niệm, rồi chúng tôi đến ngày. Thưa anh, sinh hoạt của chùa hàng ngày ra sao? Và anh có thể cho biết thời khóa biểu về giờ giấc của chùa ra sao không? Vấn đề sinh hoạt của chùa thì mỗi tuần vào lúc 11 giờ trưa chúng tôi tập trung ở đây là cầu nguyện. Rồi sau cái phần cầu nguyện thì chúng tôi cũng có giải lao 5-10 phút gì đó. Và sau đó thì chúng tôi lại ra về. Riêng ngày rằm và mùng 1 thì chúng tôi sẽ mở cửa vào lúc 7 giờ tối mỗi cái thứ bảy và chủ nhật, mỗi cái ngày rằm và mùng 1. Thưa anh, xin cảm ơn hội trưởng. Chúng tôi xin thành kính chúc chùa Tịnh Tâm một ngày một lớn mạnh, cũng như Phật giáo một ngày một tiến triển trên đường Phật pháp ở nước Mỹ. Và chúng tôi cũng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Xin chào anh Ba. Chào anh giám đốc và chào toàn thể quý vị. Trưa hôm nay tuy nhiên là trời nóng gắt, nhưng mà đài TV 19, anh Hạnh là giám đốc, anh đến cho tôi phát biểu một vài lời thì tôi rất là sung sướng. Tại vì một ngôi chùa mà của người Việt Nam dựng lên, tôi nghĩ đó là cái căn bản của gia đình. Và chúng tôi dùng cái ngôi chùa này để cùng với mọi người để giáo dục con cái sau này, cho nên nên người. Và cũng từ cái giáo dục con cái nó nên người đó, do đó cho nên cái vấn đề tôn giáo nó rất là quan trọng. Gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa mưa thầy thầm dưới chân nhà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông ngón sương mù, em đứng lên mùa xuân
cành thênh thang chim về vào ngày tuổi em trên cánh bão buồn rồi mùa xuân không về mùa thu cũng ra đi mùa đông vơi vơi mùa hạ khói mây rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay gọi thân hao gầy gọi buồn ngất ngây ôi tóc em dài đến thần thoại vùng tương lai chợt xa xôi tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người nghe xót xa hàng trên tuổi trời trẻ thơ ơi tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người Truyền hình Việt Nam phát hình 5 lần mỗi tuần. Thứ hai từ 6 giờ 30 tối đến 7 giờ tối. Thứ năm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng và cùng ngày 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối. Thứ sáu từ 3 giờ chiều đến 3 giờ 30 chiều. Thứ bảy từ 1 giờ trưa đến 1 giờ 30 trưa. Xin quý vị nhớ đón xem. Kính chào quý vị, tôi là Bùi Hữu Sinh, phụ trách phần kỹ thuật cho đài 19 truyền hình Việt Nam trên Nashville. Kính chào quý vị, tôi là Bảo Nguyễn, phụ trách phần editing và đài truyền hình Việt Nam tại Nashville.